Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan Sin Leng. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá các hoạt động hợp tác đã triển khai giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ các bản ghi nhớ đã ký trong lĩnh vực năng lượng và nhất trí về chủ trương nâng cấp bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng giữa hai bộ đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong quá trình hoàn thiện, phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam. Bộ trưởng Tan Sinh Lang đề xuất hai bên xem xét, trao đổi để tiến tới ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bộ và chia sẻ về nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mà Singapore mong muốn hợp tác với Việt Nam như phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, mua bán điện xuyên biên giới, các giải pháp carbon thấp như hydro và ammonia. Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng cùng nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, là đối tác quan trọng và tin cậy của nhau trong ASEAN, Việt Nam và Singapore cần tăng cường hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để hợp tác cùng phát triển. Hai bộ trưởng cũng thống nhất các biện pháp để triển khai có hiệu quả nhất, bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại đã ký giữa hai bộ, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại kinh tế số, năng lượng và các lĩnh vực tiềm năng khác